Đi với lớp đi tuần châu nhá. Ừ thôi. Từ nhà bà ra đây có sao? Từ nhà bà ra đây có sao bà? À bà Hà Nội. Cái nhà gần ở đây à bà hả? Gần đây. Gần đây. Trong cơ đó nằm nhà, đang nằm nhà. Thì trước nó nằm nhà rồi, xong rồi nhà nước nó đất nó phá. Còn cái này là nó nằm đường đường nó đền bù. Đấy. Và nó đất đất tái để lại xây ra phải xây lại. Nay đi thế này là cuối tuần thế này thì chốc nó mới đông. Dạ. Mai. Rồi thế này là thứ bảy rồi chứ. Nhưng mà muốn người ngày tới mai người ta đi. Chị, bao nhiêu cái tàu để phục vụ đi? Ông bà đông con nhưng mà chúng con trong này thì mơ được như ông bà là đông con thì sướng, ông bà là đông con thì vất vả, ông bà còn thời các con nhỏ chứ, nhưng mà người già này các con đông bà ơi, người già đông con thì cháu thôi bà thật đấy, ai thế là hai chị lớn thì ở dưới này thì gia đình con cái lớn cả rồi và bắt đầu với lại ông bà với lại xà phòng hai thì đấy, hai cô bé, cậu bé chứ cậu là út thì ở trên Hà Nội cho nên ông bà là phải lên đấy để nên là một cô một cậu ở Hà Nội. Ừ, và cái còn thứ ba là cũng có gia đình như vậy. Gia đình có cái là con trai. Chị cũng làm du lịch ở dưới này. Ô đoàn Hải Phòng này sao lại quay lại này? Đi tàu nào đấy? Bye.
mình không cầm đò mà mình xuống. Có người dẫn đây rồi. À? Đây. Không được cầm đò. Đây mà. Nhưng mà anh ngoài kìa. Rồi kết thúc là đi xuống tàu ra đảo. 50 nghìn một phát ha.